Oh, Lord.
Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã giao cho Đức Giám mục Giuse Nguyễn Đức Đức nhiệm vụ chăm sóc gia đình Chúa, là giáo phận ban mê thuộc chúng con. Người đã vất vả lo việc tông đồ, xin cho người được chung hưởng niềm hoan lạc vĩnh cửu với chủ mình là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, đấng hằng sống và hiện trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa thâm thầm đến muôn thuở muôn đời. Amen. Ai sẽ làm cho lời tôi được biên chế? Ai sẽ dùng bút sắt ghi các lời tôi? Ai sẽ dùng chì ghi tạc lời tôi trên đồng trên đá? Vì tôi biết đấng cứu chuộc tôi hằng sống, và ngày tận thế tôi sẽ từ bụi đất sống lại, da tôi sẽ lại bọc thân tôi, và trong xác thịt tôi sẽ thấy Chúa tôi, chính tôi sẽ thấy người, và mắt tôi sẽ nhìn người, chớ không ai khác. Nhờ quyền năng Chúa được sống lại trong hàng ngũ các thánh, và cho linh hồn của Đức Cha được sum hợp với các thánh và những người đã tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở tượng nhân từ trong khi xét xử, để Đức Cha Giuse được cứu độ và được giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được đến chân chiên lành ơn vào lòng, đưa về đoàn tụ cùng muôn muôn đời, để đáng hưởng nguồn vui bất diệt là một với các thánh. Thank you.
ngước mắt nhìn lên Chúa, lòng tưởng nhớ Đức Cha Giuse, người anh em của chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lời Chúa xin cho Đức Cha Giuse được sống bên Chúa. Xin Chúa cho người anh em chúng con được Chúa đón nhận vào quê trời, là một với những người ra đi trước chúng con. Lạy Chúa, xin cho Đức Cha Giuse được sống bên Chúa. Xin cho người anh em chúng con được hưởng vinh quang với các bạn hữu của Chúa. Lạy Chúa, xin cho Đức Cha Giuse được sống bên Chúa. Xin Chúa cho Đức Cha Giuse được chiêm hưởng thanh nhan Chúa và vui hưởng thánh thời. Lạy Chúa, xin cho Đức Cha Giuse được sống bên Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Đức Cha Giuse chịu những cơn đau đớn ngoài thân xác và những nỗi khổ đau trong tâm hồn, để thông hiệp với Đức Kitô trong mầu nhiệm thập giá. Giờ đây xin Chúa cho Đức Cha Giuse được chia sẻ vinh quang phục sinh với người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển tri cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.